lạc mất tự tánh. Không có gì là không tạo nghiệp. Nên chúng sanh trong mười pháp giới, trong mười pháp giới giảng sanh định thế giới Cực Lạc, toàn là đới nghiệp giảng sanh. Nhưng những tập khí nghiệp này ở thế giới Cực Lạc không khởi tác dụng, tham sân si cũng không sanh khởi được. Tham sân si từ đâu mà có? Từ vật chất, thường gọi là trân bảo. Nó rất hiếm nên biến thành vô cùng quỷ bảo. Nếu nó có quá nhiều thì mọi người sẽ không cần nữa. Thế gian chúng ta mọi người đều thích vàng ròng, nghĩ mọi cách để cất giữ. Còn ở thế giới Cực Lạc lấy vàng ròng để lót đường, như vậy còn có cần nó chăng? Không cần. Tự nhiên không cần chúng. Còn chúng ta đây một hạt trân bảo, một viên bảo thạch, đem nó luyện thành nhẫn, làm thành những đồ trang sức, cảm thấy rất quý giá. Còn ở đó dùng để làm gì? Làm vật liệu xây dựng, giống như gạch ngói vậy. Nên khi đến đó tự nhiên tâm tham này được đoạn tận. Chúng ta ngày ngày đều lo miếng ăn chỗ ở, nhưng đến đó không cần phải lo gì hết. Khi ta cần nó liền biến hiện ra, không cần thì nó liền biến mất. Không cần thu dọn. Muốn mang y phục, áo quần đã mặc trên thân, không muốn nó liền biến mất. Cũng không cần cất dọn. Trong mỗi gia đình đều rất sạch sẽ, không có bất cứ thứ gì. Nhưng khi có khách đến, mỗi người đều có bảo tọa. Đó đều là do biến hóa làm ra. Khi khách đi, những thứ đó tự nhiên không còn. Thật là không nhiễm chút bụi trần. Đúng là lý tưởng của chúng ta. So với lý tưởng chúng ta còn chưa nghĩ đến. Những thứ chúng ta không thể tưởng tượng ở thế giới Cực Lạc đều thấy được, đều hưởng thụ được. Như vậy chúng ta mới nghĩ cuộc sống ở thế gian này quá đau khổ. Nên ở đó mới gọi là thế giới Cực Lạc. Chúng ta muốn giúp chúng sanh lìa khổ được vui. Trước nhất chính bản thân mình phải được lìa khổ được vui. Muốn làm được điều đó thì chỉ có giảng sanh đến thế giới Cực Lạc. Ở đây chỉ là lý tưởng, không thể hiện thực được. Đến thế giới Cực Lạc mới thật là khổ đạt được vui. Nếu thấu suốt minh bạch, chỉ hận mình không thể đi ngay bây giờ. Sống ở thế gian này thêm một ngày thì chịu tội thêm một ngày. Sớm một ngày đến thế giới Cực Lạc thì sớm một ngày hưởng phước. Đây là chân tướng sự thật. Như vậy còn lưu luyện thế giới này chăng? Không lưu luyện. Thế gian này còn rất nhiều thân bằng quyến thuộc. Tôi muốn giúp họ. Được. Đến thế giới Cực Lạc sau đó trở lại giúp họ. Đây là thật. Có thể trở lại. Người thế gian này bất luận đầu thai đến thế giới nào, con đường nào, chúng ta ở thế giới Cực Lạc đều thấy hết. Đều quen biết. Lúc này mới có năng lực giúp họ. Nên thật sự thấu hiểu bộ kinh này thì đúng là không thể không đến đó. Trung hữu, thuận,
hoàng kim trì giả, kỳ thủy để xa giai bạch ngân giả, trung phục hữu nhị bảo cộng tác nhất trì giả, kỳ thủy để xa giai kim ngân giả, nại chỉ trung phục hữu thất bảo cộng tác nhất trì giả, kỳ trì để xa giai kim ngân thủy tinh lưu ly san hô hộ pháp xa cự mã não giả. Ở đây đưa ra ví dụ, trên thực tế thì thế giới cực lạc trân bảo này rất nhiều, thế gian chúng ta không có, nên Đức Phật không đưa ra. Đưa ra, nói ra chúng ta cũng không hiểu, vì không có ấn tượng. Những ví dụ đưa ra đều là thế giới chúng ta có, khiến chúng ta có thể lãnh hội được một ít. Những thứ không có sẽ không nói. Đợi khi đến thế giới cực lạc, chúng ta sẽ hoàn toàn thấu triệt. Tình trạng chân thật ở thế giới Tây Phương cực lạc thù thắng hơn rất nhiều so với những gì Đức Thế Tôn giới thiệu ở đây. Chư Phật Như Lai tán thán thế giới cực lạc chưa đến một phần dạng. Điều này chúng ta nhất định phải hiểu, nên đến thế giới cực lạc mới biết cảm ơn Phật, mới thật sự nghĩ đến báo ân Phật. Có người bây giờ thì sao? Họ không biết ân đức, không có ý niệm báo ân, không có khái niệm này. Vừa đến thế giới cực lạc mới hiểu ra điều này. Không phải ân đức của Phật thì làm gì có môi trường tu học tốt như vậy. Trong môi trường này đảm bảo trong một đời nhất định thành vô thượng đạo, chứng được quả Phật cửu cảnh viên mãn.